Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt tại Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì hôm nay mình đi giúp đỡ một hoàn cảnh nha bà con cô bác, là em bị tai nạn giao thông. Thì em là cái người chạy xe, với em chở thêm là một người anh em ngồi sau. Nhưng mà người anh em ngồi sau thì đã tử vong, còn em thì còn sống, nhưng mà bây giờ là em bị gãy giò. Em bị gãy giò, không có cái điều kiện là để là như là cặp inox với điều trị, cho nên là em phải về nhà. Thì hôm nay mình đi có chú ba đi theo, tại vì chú ba biết cái hoàn cảnh của gia đình này, là tại vì lúc trước là chú ba đã cắt cái nhà đó hay gì chú ba? Rồi hôm trước là cũng mấy năm rồi cũng cắt cái nhà cho các hộ nghèo. Là cũng thuộc hộ nghèo ha. Nó khổ lắm đó tại. Mà sao mà không biết mà khổ, mà chạy xe đi đâu mà một đi hai xe hai người, mà một người chết rồi một người thêm là gãy giò dữ vậy chú ba? Hôm trước là rồi mấy ngày cái dạng nó đi đâu mà chăng chứ đầu ngã ba đường nó đường lỗ mới đó, không biết sao mà nó đụng vô, nghe nó đụng mà thằng sau nó chết rồi, thằng nó là gãy giò đó. Thì cái hoàn cảnh này thì chú ba biết là hoàn cảnh rất là khổ phải không? Đúng rồi, khổ rồi, cái nhà nó khổ rồi. Đây bên từ thiện mình cắt cái nhà nó mới cắt ba bốn năm nay nè. Vậy là bên từ thiện mình cắt luôn cái nhà này cho gia đình luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ vô mình thăm hỏi gia đình nha, con cô bác cũng tới nhà rồi. Người cũng đây là người dân tộc nha. Ở đây là người dân tộc ha. Thì người dân tộc Campuchia hả vậy? Campuchia đó. Dân tộc Campuchia nha bà con cô bác. Thì bây giờ mình sẽ vô nhà để mình hỏi thăm coi thì cũng đây là lần đầu tiên mình hỗ trợ người dân tộc, thử coi như thế nào. Rồi. Chào cô chị. Chào cô ạ. Chào anh. Mà sẵn ở đây đi lại nhà bà cụ đó rồi. Dạ. Chào anh. Bây giờ nhà mình là có, em nghe nói là có một đứa em là bị tai nạn đó ha. Thì chú ba lũ hôm nay thì cũng có dắt xuống. Cháu bé ngủ rồi ha. Cháu nội hay gì? Cháu ngoại. Cháu ngoại ha. Có hai đứa con. Anh cho em hỏi anh tên gì? Mai Nghiệp. Năm sinh 72. Mai Nghiệp. Năm sinh 72. 72. Dạ. Ở Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Anh cũng là người dân tộc ha? Người dân tộc. Dạ dạ. Thì con anh là bị cái gì vậy anh? Dạ nó té. Té à? Dạ. Là té làm sao thì em cũng có nghe nói, em cũng có tìm hiểu thông tin rồi. Em mới xuống đây là em cũng có tìm hiểu vòng vòng rồi coi có hoàn cảnh sao. Tại vì đêm hôm á là chỉ có lên tới nhà em để chỉ nhờ cái sự hỗ trợ của em là kêu gọi mạnh thường quân. Dạ. Thì hôm nay thì em xuống thì anh có cái gì thì anh cứ nói và đặng các mạnh thường quân biết, rồi người ta thông cảm cho mình, rồi người ta có thể là có duyên thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Dạ. Nha. Dạ. Dạ. Em cũng có ý kiến, bây giờ con em nó bị tai nạn như vậy đó, rồi không có số tiền để mà cặp inox cái giò cho em nó đó, và nó đi không được. Mình cũng nhờ bên mạnh thường quân giúp đỡ giùm cho em một số tiền gì đó đặng mà nó đi cặp inox lại cho nó đi đứng được, đặng hai nữa nó tiếp nuôi tôi, bị gì nó lớn nhất ở trong nhà nó thứ hai. Anh là năm 72 vậy là năm nay là cũng 58 tuổi hả? Có bị gì mình làm giấy tờ gì với tuổi dậu. Năm 2 tuổi rồi. Năm 2 tuổi rồi ha. Dạ. Thì bây giờ em anh vô thăm cháu sao ha. Dạ. Đây nha bà con cô bác, thì em là bị tai nạn đây. Thì em cũng nghe nói là hai đứa đi một chung một chiếc xe. Dạ. Là bị tai nạn là đứa cái người kia là sao rồi? Người kia đã qua đời. Vậy ha. Vậy là còn mình nên thằng em. Dạ mình nên, mà đứa cháu hôm nay nằm ở bệnh viện Cánh Đồng Quan. Dạ. Dạ mới về ngày nay nó được 6 ngày. 6 ngày. Mà sao mà cháu còn bệnh vậy mà mình đi về anh? Dạ bị gì mình không có khả năng, không có tiền lo thì bác sĩ biểu bó bột đỡ đi về đi. Dạ. Bó bột đỡ đi về. Rồi đi về nhà mình ăn uống đồ bình thường không hay là sao? Dạ mình cũng lo cho em nó ăn uống bình thường. Vậy ha, em cũng ăn uống bình thường, chỉ là bị cái giò thôi. Dạ, nó lết tới lết lùi thời chứ đi đứng không được. Dạ. Thì bây giờ để mình hỏi thăm em bà con cô bác. Ừ.
em cho anh hỏi em tên gì? Mai Lắc dạ. Hả? Mai Lắc. Mai Lắc ha? Dạ. À, em nói từ từ thôi, em bao nhiêu tuổi? Em 22. À, năm nay em 22 tuổi rồi ha? Dạ. À, rồi sao mà mình bị dữ vậy em? Tại vì đêm đó có đi nhậu có chỉnh á. À. Rồi cái mũi tàu mới làm á, đâu có nhớ. Rồi xe cái ngã ba thì đông quá, lo nhìn xe không mà. À. Không có để ý cái mũi tàu với thì tới chừng đụng thì thắng đủ kịp rồi mới đụng, rồi hai người mới té, rồi anh kia mới chết. Con à. Thì còn sống. Ừ. Lúc đó là mình bị đụng rồi đi xuống dưới rồi mình biết mà mình gãy giò gì không? Cái lúc mà mới té thì cũng tỉnh lắm, còn biết lắm mà tại mất máu nhiều quá rồi con xỉu nào cũng biết. Vậy đó ha. Dạ. À. Rồi mình bây giờ như vậy rồi như là gia đình mình là có cái điều kiện gì để làm để lo cho mình không? Con cũng không biết giờ. Thì thường ngày mình lúc mình chưa bị tai nạn là thường ngày mình làm gì thì để mình thường ngày thì mùa lúa thì đi máy cắt hết mùa lúa thì đi làm hồ gì đó. Hết mùa lúa thì đi làm hồ. Dạ. À. Để làm mướn không? Rồi mà sao mà anh em nhậu ở đâu mà giữ mà chạy về mà bị giữ vậy? Ừ, có nhậu ở quán gì đó mà tại đêm đó mưa rồi cái mũi tàu nó mới làm đó không có nhớ à. Nên tưởng đâu có cái lộ thẳng nên chạy thẳng luôn rồi mới đụng vậy đó. Ừ. Vậy là tự mình đụng luôn chứ không có ai à, cọ quẹt gì mình hết đó ha? Dạ không ai cọ quẹt chứ tại cái mũi tàu mới làm mà không có nhớ nữa. À. Vậy cha mẹ mình bây giờ qua cái hoàn cảnh của mình như vậy mình hộ nghèo nữa thì làm sao mà mình không chịu là cẩn thận để là để cho cha mẹ đỡ lo. Bây giờ là thêm bây giờ mình như vậy mình làm không được nữa cha mẹ càng thêm lo nữa. Ô. Anh qua đây anh ngồi. Dạ bệnh đau mà nhức nhối hoài đâu có ai biết đâu, nhà có mình anh con. Bây giờ nó bị tai nạn như vậy đi, nhờ anh em bên mạnh thường quân rồi giúp đỡ cho con em nó đi số tiền chữa trị cái giò để cho sau này nó lành bệnh, nó tiếp thụ vợ chồng tôi với bà nội nó bà già 98 tuổi nó giờ không còn ai chứ. Khổ bây giờ cái giò thì nó bị như vậy rồi đâu có làm gì được đâu. Cái giò em như vậy bây giờ em có ông ngoan ngoai gì được không? Ừ, được, nhúc nhích được. Ờ, nhúc nhích được ha. Tại nó bị gãy xương ở trong. À. Rồi như vậy rồi bác sĩ có nói là mình mổ hay là sao không anh? Bác sĩ nói mổ nhưng mà mình xin trong từ thiện ở trong bệnh viện đó rồi bà làm từ thiện trong bệnh viện bà nói tôi xin cái bảo hiểm cho chừng 10 bữa hoặc là 7-8 bữa là có xài được. À. Nhưng mà mình xin rồi cái lấy giấy chứng minh này em nè. Đi làm hôm nay rồi mình điện xuống bả cái bả nói bây giờ có thể là từ 1 tháng đổ lại xài mới được. À. Mà bây giờ nó trên nửa tháng rồi. Rồi mình hôm nay không dám điện bả nữa. À. Yeah. Rồi bác sĩ có nói là cái mọ giò này là mổ là tốn chi phí nhiêu không? Cái đó mình không nghe luôn anh, mình không nghe nói. Nhưng mà người vòng vòng đã nói từ nếu có bảo hiểm từ 10 mấy triệu, 20 triệu mới đủ. Có bảo hiểm nha. Dạ. Ừ. Mà bây giờ là cháu là không có bảo hiểm gì hết. Không. Ở trên Ô Lâm người ta cho bảo hiểm đầy đủ luôn mà ở chùa Phú Đà Châu này người ta đâu có cho đâu. Yeah. Hộ nghèo rồi là người ta lấy lại chứ. À, bây giờ là cái nhà mình bây giờ là cắt lên cái nhà này rồi là hộ nghèo là rút lỡ hết rồi ha? Dạ, lúc trước luôn, rút trước cắt luôn. À. Cỡ 6 năm, 7 năm mà mấy ông cho đâu, nửa năm là mấy ông lấy lỡ hết. À, rồi ở đây là vợ chồng mình làm gì sống? À, làm mướn anh. Làm mướn là mình làm gì anh? Đi giúp đất, à. Rồi vô rỗng khoai cao, rồi dưới tới mùa vụ lúa đó. À. Mình đi đánh đường nước, mình làm bờ được cho người ta vậy đó. À, rồi bà chị vợ anh làm gì? Tôi đi mần thì bả nhà dưới cháu. Bả nhà dưới cháu tôi đi mần. Dạ. Dạ. Còn bây giờ con mình bị vậy nữa mình tính sao?
Rồi bây giờ cũng hết biết đường tính luôn, mình cũng nhờ bên mạnh thường quân đó, bên từ thiện giúp đỡ giùm cho mình để cứu trợ cho nhỏ em nó lành bệnh, sau này đặng nó tiếp làm phụ tôi, chứ bây giờ tôi hết đường cùng luôn. Vậy nhà mình cũng không có đất cát gì sản xuất hết á. Dạ không, Rồi cái nền này mình ở là cái nền của ai? hồi đó ông già ông chia cho người khúm khúm vậy nè, 8 thước, 8 mét vuông vậy rồi đó, Vậy ha. bề ngang năm chạy dài tám, 5-8 cái là rồi ha. dạ À, không có đất cát gì hết. không có ruộng rẫy gì hết. Em nằm như vậy là từ bệnh viện về đây là 6 ngày rồi. Dạ, ở dưới 11 ngày 11 đêm, rồi mình về đây 5 ngày nữa, ngày nay là ngày 10, 10, 16 ngày. Rồi bác sĩ có nói gì cái vết thương của của em không? Bác sĩ nói lúc trước có nói vết thương này phải là mổ sắp xương lại đi mới được, còn không mổ sắp xương lại đi không được. Cái vài bữa ông khám lại, cái mình than, mình năn nỉ, mình nói bác sĩ ơi cứu giúp cho con tôi đi, kèm inox đi đặng cho nó đi được, chứ để xương nó vậy lõm chõm làm sao nó đi. Quay qua lại mấy bữa sau ông khám nữa, bác sĩ Phú ông khám rồi ông biểu mời băng bột nha, rồi thì đưa đi băng bột rồi bắt đầu xong xuôi rồi xin xe từ thiện ở dưới đi về. Dạ, xe từ thiện gì à? Xe từ thiện chở tới nhà luôn, xe cấp cứu anh. Tính vài bữa nó đi tái khám lại, chắc mai mốt mình cũng đi. Mai mốt đi tái khám không? Dạ, hết thuốc uống rồi, mới mua thuốc của bác sĩ công ở ngoài 5 ngày cho nó uống nữa. Thì gia đình mình bây giờ không tiền là không có khả năng lo luôn. Dạ, không có cái gì để lo hết vậy. Hỏi mình có một công ruộng cũng đỡ, đâu có công nào đâu. Có được công ruộng cũng bán lo cho con hay sao? Dạ, có cũng bán nhưng mà quá khổ không có. Bây giờ em nhậu như vậy rồi bây giờ nó xảy ra cớ sự như vậy, em thấy em có hối hận không? Có chứ, con đâu có muốn vậy, con đâu có ngờ cái mức độ như vậy. Bây giờ cha mẹ lo dữ dằn, cha mẹ lo nhưng mà cha mẹ không có điều kiện luôn, thì rất là tội nha bà con cô bác. Thì hoàn cảnh thì cũng như là lúc thường thì không có xảy ra tai nạn hay là không có bệnh hoạn gì thì vợ chồng con cái cũng làm cuộc sống được, mà bây giờ mà xảy ra tai nạn vậy rồi thì đâu có cái điều kiện gì mà để mà chữa trị. Cũng cũng rất mong bà con cô bác có lòng hảo tâm cũng bỏ qua cho cháu mà giúp đỡ cho cháu, đặng cháu có cái đường đặng cháu đi tới đi lui đều được nha bà con cô bác. Nhà mình như vậy là hồi đó là các chú từ thiện cắt hoàn toàn cho mình luôn hết hay là hay hay sao? À, bên có chú hồi nãy chú Hoa gì đó, chú cắt với có ông chú Hoa Khâm rồi lại phụ, nhưng mà cho mình được cái dạng trên, còn dạng dưới này tự em lo em làm. Vậy ha, là mình lo dàn dưới ha, là mấy ổng Lo lo dàn dạng trên. dưới, còn bên từ thiện là ông làm dạng trên. Thì bây giờ hoàn cảnh của cháu bây giờ như vậy thì thấy rất là khó khăn. Mình làm ngày nào mình ăn ngày nấy hay sao? Dạ, với làm ngày nào ăn ngày nấy, với lâu bà con cô bác đi qua đi lại đó, người ta cho 50 100 thì cũng mua đồ cho em nó ăn rồi với mua thuốc cho nó uống. Dạ. Ăn nhậu một xíu mà hại cả tương lai này, nếu như mà em mà không có tiền mổ là được, tất nhiên là em đi không được luôn hả sao? Đúng rồi, nó lúc lắc lắc còn lúc lắc ở chấm, Còn lúc lắc trống à? không mổ không cặp inox là không thể nào đi được. Thì bác sĩ người ta lúc mới đem lại là bác sĩ biểu đem đi chuyển đi Chợ Rẫy đi, rồi mình quá khổ có 1 triệu mấy 2 triệu trong túi lúc mà đưa Đưa em đi. con em nó đi ra bệnh viện Cánh Đồng Quan là tiền đâu đi, rồi ở đó năn nỉ lại lục kiết rồi bác sĩ đêm tới sáng rồi bác sĩ mới rửa gáy cho mới chích thuốc vô nước biển.
để mình ra mình hỏi thăm các cô chú nha, bà con cô bác. Mẹ của cháu, mẹ của cháu là ai, mẹ của em là ai? Đây là mẹ của em nha bà con cô bác. À, chị ngồi xuống nha. Chị cho em hỏi chị tên gì ạ? Tên Triệu Thị Phình. À, chị năm nay nhiêu tuổi? 60. 60. 60. 60 rồi ha. Dạ. 60 tuổi sủ. Con mình bị như vậy chị có như là chị có cái đường nào mà chị đi trị bệnh cho con mình không? Không có tiền trị bệnh, bây giờ giúp đỡ cho con tôi trị bệnh cho anh hết giờ. Bây giờ không có tiền hết trơn. Không có gì hết hả? Dạ. Gia đình mình không có gì luôn. Không có gì trơn. Dạ. Mà nhớ con rồi. Vì một phút của em, vì một phút của em nó ham chơi mà bây giờ nó xảy ra cớ sự như thế này. Một đứa chết, rồi một đứa gãy giò mà bây giờ gia đình hoàn cảnh thì không tiền không bạc nữa. Ba người vậy đó hả? Cái này là không có cái điều kiện mần hay là sao, không ai mướn mình làm hay sao? Không có ai mướn mần gì trơn. Giờ lúa mà chỗ rồi đâu có ai mướn mần gì nữa đâu, ở không không. À. Rồi bây giờ cháu nó bị như vậy thì tiền đâu mình lo? Gán chịu chứ biết sao giờ. Rồi nếu như mà không ai giúp là để cháu vậy luôn. Để gì? Dạ. Yeah. Là nghe nói là nghe anh nói là ngày mai là đi tái khám lại cho cháu hay gì? Dạ. Cũng khổ quá bà con cô bác. Không còn có được. Cha mẹ nghèo mà con còn như vậy nữa thì nó rất là đau. Dạ. Chịu chứ biết sao giờ. Mình có mấy đứa con? Ba đứa, á à, hai đứa, đứa trai đứa gái. Vậy ha. Dạ. Gái nó có chồng rồi, nó đi theo chồng nó mà ngày còn này thứ hai nhà trong cậy nhà nó này. Giờ nó như vậy là hai vợ chồng tôi bó tay. Thì hôm á chị có lên chị nói với em thì hôm nay á thì em có đi vô trỏng em giúp bà cụ là 102 tuổi thì nói chung ra thì cũng có duyên đi thì hôm nay em đến đây á thì em cũng có một số tiền quỹ nha, em sẽ giúp cho anh với chị một số đặng anh với chị là tới bữa ngày mai là đi tái khám cho cháu ha. Thì em sẽ gửi cho anh với chị là 3 triệu đặng ngày mai anh với chị đi khám cho cháu. Đây, dạ. Em gửi cho anh với chị 3 triệu. Dạ. Chị có gì muốn nói với Mạnh Thùng Quân không? Đây là cái số tiền Mạnh Thùng Quân gửi cho em làm cái quỹ là đang hỗ trợ những người là gặp khó khăn hay là bệnh hoạn. Thì chị có gì chị muốn nói không? Không biết nói gì giờ. Dạ, cảm ơn bên Mạnh Thùng Quân. Dạ. Thì em cũng hỗ trợ cho em cũng cảm ơn chị ha. Dạ. Rồi anh có gì em muốn nói không? Dạ tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân bà anh em bà con cô bác đã giúp đỡ giùm cho con tôi được số tiền để đi tái khám dò. Tôi cũng rất cảm ơn bên Mạnh Thường Quân và bên hội từ thiện thì tôi rất cảm ơn. Dạ rồi em cũng cảm ơn anh. Ừ. Bây giờ em có gì em muốn nói không em? Cảm ơn mấy cô mấy chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con tái khám cái giò cho mau hết bệnh đang sau này còn đi làm. Rồi em có hứa gì không? Em hứa là sau này em không có vậy nữa, không có ăn nhậu gì, đi chơi bời chơi say chỉnh chạy xe vậy nữa. Rồi, thì anh cũng cảm ơn em. Thì cháu nó cũng còn nhỏ tuổi ha bà con cô bác, cũng một sơ sức gì đó nên là cháu cũng đã có hối hận. Thì cũng mong bà con cô bác và anh chị
cũng thông cảm, những người có lòng hảo tâm hãy giúp đỡ cho cháu để cháu có thể đi tới đi lui được, để có thể là lao động được, đặng là nuôi cha nuôi mẹ và con cô bác, thì cả gia đình thì cháu là một lao động chính. Nhưng mà cháu đã bị như vậy rồi thì gia đình, hoàn cảnh gia đình thì sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn, thì cũng mong bà con cô bác giúp đỡ. Thì video của mình đến đây để khảo sát và đến khảo sát thì mình biết cái tình hình rõ ràng là cháu như vậy, thì cũng xin phép được kết thúc ngay bà con cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác trong một video tiếp theo. Xin chào.